Chị đây nè, anh đây là Phi Hùng à. Đó, anh đừng nói anh thích chồng em. Giới tính thứ ba. Hiểu rồi. Hai đứa con rồi. Sáu đứa con. Giới tính thứ ba vẫn là giới tính thứ ba. Cái vấn đề của con cái đây nó không có phải, không có chứng minh được là mình giới tính như thế nào. Thôi bây giờ chào Khánh Chi. Chào Khánh Chi xin nhìn bên này. Khánh Chi đây nè, anh đây là Phi Hùng à. Đó, anh đừng nói anh thích chồng em. Nói nghe này Chi, anh Bin á thì không biết là sao nhưng mà yêu màu hồng và mê màu tím. Hiểu nói chị. Thì đó em... Giới tính thứ ba. Hiểu rồi. Song tính, song tính. Tàn ác ghê lắm. Hai đứa con rồi đó. Hai đứa con rồi. Sáu đứa con. Giới tính thứ ba vẫn là giới tính thứ ba. Cái vấn đề của con cái đây nó không có phải, không có chứng minh được là mình giới tính như thế nào. Vậy hả? Em thấy anh khen em mà tự nhiên anh nhìn người chồng em một cách say đắm. Chính xác. Là khi người ta hay giả bộ cũng thích thích em giả bộ. Hiểu không? Trời đất ơi, tôi quán tính là thì vậy đẹp quá cho nên là tôi lỡ tôi nhìn thôi mà. Đúng không? Nói nhìn bên đây thì không giờ không nhìn nữa. Nhìn đây luôn nè. Xin chào hai vợ chồng. Còn bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Trần Phi Hùng, hôm nay em 31 tuổi và công việc hiện tại là manager cho bà xã em. Và hiện tại hai vợ chồng em đang sống ở Sài Gòn. Mời công chúa. Em là Khánh Chi, năm nay em 24 tuổi, ngược lại. 24 tuổi ngược lại, mọi người ơi, hiểu. Công việc Khánh Chi là ca sĩ. Ca sĩ, rồi ngoài công việc ca sĩ còn làm thêm gì? Làm vợ anh Hùng. Quốc Thuận rất là muốn biết cái đó, lần cái lần đầu tiên của Khánh Chi với ông xã là lần đâu? Đầu tiên của em ở trên Đà Lạt. Là sao? Lần đầu tiên gặp nhau trên Đà Lạt hả? Cái lần đầu mà trên Đà Lạt là lần đầu cái gì? Trời, em nghĩ là em tưởng anh hỏi cái vụ kia kìa. Là cái... em ơi, tại sao em nghĩ anh trần tục như vậy? Tại sao? Màu đầu câu chuyện mà em lại hỏi, em tưởng tượng là anh hỏi em cái câu đó. Anh đi. Ơi, em xem rất nhiều số, em thấy anh cặp nào anh cũng hỏi về vấn đề đó. Em tưởng là anh hỏi vấn đề đó, tại vì em thấy anh rất thích về vấn đề đó nên em mới trả lời vấn đề đó. Đó là cái anh Min là không có thích mà là thèm khát. Anh bị thiếu thốn nè, với lại anh nói chuyện không có rõ ràng. Đúng không? Đúng rồi. Chứ... Bà hỏi là lần đầu tiên là các bạn gặp nhau ở đâu? Không có chữ gặp nhau nghe. Có không? Hồi nãy không có chữ gặp nhau. Không hề có chữ gặp nhau luôn. Vậy lỡ rồi nói luôn đi em. Đà Lạt đồi núi chớp chuông, Đà Lạt trời mới trong xanh. Cái này chắc để em kể đi. Lãng mạn lắm đúng không? Chất quốc à. Lúc đó là quen nhau khoảng 2 tháng. Khoảng gần 3 tháng. Thì bữa đó bà xã em có cái MV quay ở Đà Lạt. Đó, tức là... Nói chung ra để em kể. Hai đứa quen nhau. Gặp nhau ở Sài Gòn. Nhưng sao Phi Hùng nãy chồng em nói gì nhưng mà chất quốc à? Hẹn lên trên đó rồi. Thì bản thân em mình cứ nghĩ là đinh đinh à. Chắc lên trên đó là mình sẽ được... Nhưng mà cuối cùng lên trên đó cũng lại hẹn là... Đâu có hẹn đâu anh, hẹn bữa sau thôi chứ đâu có hẹn đâu. Thì em cứ hẹn là cứ bữa sau mà tức là gần một tuần trời cứ hẹn. Em hẹn anh cuối tuần đó hả? Chị hẹn hò đó chị, tại vì là sáng sớm 6 giờ phải dậy make up quay tới khuya luôn. Em hỏi chị sức khỏe đâu mà mình suy nghĩ tới chuyện tới cái ngày cuối cùng mới không hẹn nữa. Bà xã em tức là hẹn ngay từ đầu đến bây giờ, đến thời điểm hiện tại bây giờ là cái chuyện đó cũng hẹn. Ủa, cái chuyện đó cũng hẹn luôn. Hẹn luôn. Công việc Khánh Chi bây giờ làm xếp thời trang, sáng là ngủ dậy live stream mấy tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi xong rồi có bữa tối nào mà không đi hát hay không đi quay thì tối phải live thêm buổi nữa, 3 tiếng, hai buổi là 6 tiếng. Trời ơi, live xong rồi buông ra là mệt rồi mà thay 70-80 cái đầm. Hỏi còn sức đau nữa mà tôi suy nghĩ chuyện khác. Cho nên hẹn đúng không? Em phải hẹn thôi, em phải đành lỗi hẹn chiều nay. Thực này là sự thật là có khi cả tuần em còn không được nữa chứ đừng nói là một lần. Có ghi sổ nợ không? Bây giờ sổ nợ bây giờ nó chồng chất luôn á chị. Nếu mà tính ra mà trả nợ cho em thì chắc là phải trả trong mấy tháng, mà ngày nào cũng làm thì mấy tháng mới hết được. Em ác thiệt luôn á chị. Thì nhìn em như cái ly kem dâu vậy á. Người ta muốn ơi, ăn mà em cho người ta ăn kiểu sao được. Mà tâm địa giống như ly chè đậu đen. Mới đầu thì sao không được, nhưng mà khi mà đã sống vợ chồng với nhau một năm mấy rồi thì cái vấn đề đó nó hạn chế lại, nó sẽ tốt hơn. Chứ thường xuyên quá nó bị chán nhanh. Cho nên hẹn hoài đúng em không? Em phải hẹn thôi. Rồi bây giờ quay trở lại lần đầu tiên. Coi như là Phi Hùng gặp Khánh Chi đã ở đâu? Hôm đó là bé mà lái xe hơi cho Khánh Chi á, là đi nhậu. Bé đó là vừa lái xe hơi và vừa chỉnh nhạc cho Khánh Chi đi hát luôn. Mới nhắn cho Khánh Chi một tin là chị nhờ ai chở chị rồi chỉnh nhạc giùm cho chị luôn nha. Thì mình suy nghĩ không biết mình nhờ ai thì mới nhắn cho một đứa em.
thì bé nó mới nói là em có ông anh ở dưới Vũng Tàu rất là thân, mà em hẹn ảnh là hôm nay ảnh lên chơi với em. Bây giờ nếu mà em chỉnh nhạc cho chị cho em dẫn ảnh theo nha. Cái lúc đó thì Khánh Chi thực sự là đang sống cô đơn, mới chia tay người yêu trước là được một năm mấy. Qua đó thì thấy hai người đi ra, thấy to cao, thấy cái mặt cũng sáng sủa. Nói chung ra là mình thấy anh này nhìn mình hoài. Nhìn từ đầu tiên đã nhìn rồi. Cái ra hát xong cái em nói thôi gì đi ăn đi rồi về. Ba người đi ra ngoài Bùi Viện uống hết chai, xong uống thêm chai nữa, xong uống thêm chai nữa, uống xong xăng hết thì mới đưa về. Đưa về thì lúc đó rồi là bắt đầu mới cho xương thở nhau. Là từ hôm đó biết nhau, thường đó bắt đầu về là hai đứa nhắn tin sáng đêm. Bạn này đầu tiên mà gặp Chi một cái là cái cảm xúc em sao? Kiểu như là người ta gọi là tiếng sét ái tình á. Tức là em bị sét luôn, thích liền luôn. Mà thực ra là bản thân em á không uống được bia. Bia rượu là em không uống được, mà hôm đó em uống rất là nhiều luôn. Như em bị tiếng sét ái tình á. Dạ. Là do đâu? Cái body đẹp quá, bữa đó mặc đồ đi hát rất là sexy. Em cũng có tà ý từ ngày lúc đầu luôn, dễ sợ thiệt chứ. Có ý thôi chị, em có tà đâu. Đó, chị sao chị rất khoái cái miệng của Chi nha. Chi nói cái miệng có duyên lắm. Chung chiếm mà chị. Dễ thương lắm. Nhưng mà nói chuyện á, anh có cảm giác như em hay bị lớn tiếng á chị. Em nói to lắm. Em với mẹ em nhà nói chuyện rất là to. Vậy hả? Người ngoài tới đi ngang tao tưởng là rây lộn, nhưng mà thật sự không có rây lộn. Trước Chi là em đã có bồ chưa? Dạ, có yêu ai chưa? Trước đó thì có. Thì nói chung là cái thời gian mình đi học, mình đi làm và phía ngoài thì tất nhiên là mình phải có là có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà khi em gặp Chi rồi thì em thấy là Chi có khác biệt với tất cả những người yêu của em không? Chính xác. Em thấy là gần như là khác hoàn toàn. Em thích vợ em là thằng là tính, không có lòng vòng bất cứ một cái chuyện gì á, giải quyết xong là thôi. Cái thứ hai nữa là dễ thương, đẹp. Biết quan tâm và yêu thương gia đình em. Lần đầu tiên mà vợ em về thăm ba mẹ ruột của em á, thấy ba má làm thì cũng sánh tay sánh chân, mặc dù là ca sĩ nhưng mà vẫn nhào vô làm, sánh tay áo nhào vô làm. Ba mẹ cũng không cho nhưng mà vẫn làm. Ngay từ cái lần đó thì em xác định là đây sẽ là cái người vợ tương lai của em. Là trước đó là Chi có chia sẻ là Chi đang rất là buồn, rất là cô đơn. Trước đó em chia tay mà với là người yêu em đằng năm mấy hai năm. Và cái ngoài cái việc là em chia tay với người yêu thì em còn gặp phải một cái vấn đề gì không để khiến cho em trong cái tâm trạng là buồn phiền như vậy? Sau khi live show, nếu em được chọn lựa của em, khi bắt đầu em làm gái về 2 năm sau em tổ chức cái live show đó, thì em mới bị thất bại cái live show đó, em lỗ gần 2 tỷ. Sau khi thất bại cái live show đó thì em và như là người yêu em mới chia tay. Trong thời gian một năm mấy em rất là buồn, là vừa sự nghiệp, vừa kinh tế và vừa chia tay người yêu nữa. Thế năm ra là lúc đó anh chị đang rất là cô đơn, là rất là buồn và rất hụt hẫng, thì lại gặp chàng trai này. Nhưng mà cái điều gì mà làm cho em cảm thấy là em yêu cái chàng trai này? Đầu tiên quen nhau, tìm hiểu cái tiền đó. Và em nói thiệt với anh luôn, tất cả mọi người nhìn vô nghĩ là em rất là giàu, nhưng ngay cái thời điểm này thật sự là tiền em khó khăn nhất. 7-8 tỷ bạc là hết chưa, không còn tiền. Mà phải mắc nợ mấy trăm triệu, 300-400, mà trong vòng 4 năm nó lên 1 tỷ mấy. Em đóng lời á. Tại vì khi mà tiếp xúc được một tuần lễ 10 ngày, mình thấy cái người này ok, tính tình được, hợp với mình, nên em nói thẳng. Tại vì em mắc nợ nhưng mà em ra được em vẫn đẹp, vẫn sang trọng, không ai biết em mắc nợ và không ai nghĩ em nghèo. Cho dù em có nói người ta cũng tin. Một tháng bây giờ đóng lời 70-80 triệu từng lời. Trời, em khủng hoảng lắm, em nói thật sự. Rồi lúc đó ảnh sao? Thì ông nói là, thì nếu vậy mắc nợ thì hai vợ chồng mình cố gắng làm kiếm tiền trả nợ chứ đâu có gì đâu em. Ông nói thôi bây giờ để một hai tuần nữa đi, rồi ông sẽ tìm cách ông nói chuyện với mẹ để mượn cho em đỡ 200-300 để em trả nợ. Em nói trời, anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao anh hỏi mẹ? Rồi mẹ đánh giá em, nghĩ em chắc là lợi dụng này nọ nữa. Em không cho chị. Là em thương anh Hùng là vì như vậy. Từ khi em lấy anh Hùng là em phất lên luôn tới giờ. Tại vì bây giờ em đã trải qua cái khó khăn rồi, em mới dám chia sẻ. Hùng, cái lúc mà Hùng nghe Chi tâm sự như vậy á, thì em có nghĩ là cổ thử lòng em không? Hay là thực sự là em nghĩ cổ đang bị rơi vào hoàn cảnh đó thật? Cái suy nghĩ cá nhân em á, thì em lại nghĩ là bây giờ quá khứ em có quá khứ cả. Cái quan trọng là mình nhìn vào cái tương lai của mình. Mà tiền hay không có tiền thì từ từ mình sẽ tìm, mình làm ra. Vì bản thân lúc đó em cũng thực sự lúc đó em không giàu bằng ai, em thì bình thường thôi. Thì em nghĩ là thôi thì hai đứa làm, nắm tay nhau làm thì mình vẫn có thể đi lên được. Khi mà quen nhau một tháng, bắt đầu Khánh Chi đưa ra một cái điều kiện. Xong rồi nó không có tiền bạc nhưng mà điều kiện dễ sợ luôn, không hiểu điều kiện sao. Điều kiện sao chắc có thể là được nước rồi làm chân lên đầu đó, được vô đồ hai bà trưng đó. Em nghĩ là nếu như yêu nhau thì chắc chắn là anh phải cưới em.
phải kết hôn thì em mới chấp nhận, còn không là bây giờ mình cắt đứt từ bây giờ. Cho một tháng suy nghĩ, một tháng sau suy nghĩ trả lời, anh đồng ý. Cho em hỏi anh Cao, nếu như ba mẹ anh dắt em về nhà, ba mẹ anh không đồng ý thì anh sao? Nếu ba mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ đi theo em. Là bao nhiêu lâu, sau 2 tháng đó bao nhiêu lâu thì dắt về? Rồi khoảng 2-3 tháng nữa là về. Rồi là sau đó là đám cưới luôn. Sau đó 1 năm sau mới cưới. Rồi sau khi cưới thì hai vợ chồng có những kỷ niệm nào vui không? Không. Có không? Để em kể cho nó hấp dẫn hơn. Hôm nãy giờ nó chưa nói được cái gì luôn kìa. Đi Pháp tức á. Bà cái hôm đi Pháp mình vô mình check in hải quan đó chị. Hai cái passport với lại vé máy bay á thì là bà xã cầm xếp hàng xong rồi vô cái tới mà người check in hải quan á không biết bà xính xa xính xác sao á. Ông kêu em là mở hai passport mở coi ra đi. Coi tên cho chính xác là người tên trên vé bay và cái tên passport nó phải khớp với nhau thì mình mới qua được hải quan. Passport là passport bà xã mà vé bay là vé máy bay của em. Check in hải quan nó không cho em qua. Ủa nhưng mà còn cái passport kia đâu? Nói chung này nè, ông kể không bởi ông nào không biết kể chuyện. Nè ghê bởi nha. Em xứng xác, em móc hai passport em đưa đại em không coi. Thì em cầm passport cái ổng cầm passport em. Em ra trước, em xứng vô. Thì bên con nhỏ nó thấy nó nói cho xanh lộn bên này. Cái em lấy em đổi lại. Em đổi lại là passport em. Thì người ta cho em qua. Tới khi ổng ra, ổng đi qua, ổng vẫn cầm passport đúng nhưng mà hồi nãy nó nhỏ nó không biết sao nó giữ ổng lại. Tức là làm khó em mà hồi quan gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy đó hả? Với cái lý do là em không đưa đúng cái passport và cái vé máy bay mà em đưa lộn, em đổi lại người ta cho em qua. Mà ổng đi sao là ổng đưa đúng cái vé máy luôn, người ta không cho ổng đi. Lạ luôn. Ổng bị giữ nửa tiếng hồi ổng ra ổng nói bà xứng xác xứng xác, tôi kêu bà nãy chuẩn bị mà rõ ràng là em nói rồi là kiểm tra cái passport, cái visa và cái vé máy bay cho nó khớp đi. Em làm quản lý mà em tin nó làm chi, em phải gom hết. Chưa nữa chị, chưa đi qua anh bển xong rồi, diễn xong rồi cái vé máy bay á là 8:50 sáng đêm kể 8:50 sáng bay. Em nhìn là 8:50 tối. Ủa là tối là 20:50 rồi ấy. Làm hai chồng nó tốn gần 2 ngàn bạn mua là hai cái vé. Nói rất là như kiểu đó, rất là đúng rồi, là chắc nịch là như đúng rồi đó. 8:50 tối mai anh ơi. Rồi bây giờ tiền ở nhà là nó cầm hay em cầm? Em cầm. Đúng em rồi đó. Em đưa cầm chết liền. Chị đang xua suối á, nếu mà đấy là em phải giật lại. Anh Hùng là giữ cái xác nhưng mà thẻ là em giữ với chìa khóa em giữ. Thẻ thì không bao giờ biết password. Tiền là em quyết định chi tiêu là ai? Hai người. Đồng ý đưa ra cái quyết định chi tiêu thì mới chi. Nói nghe nè, rồi về sống với nhau á, rồi là lúc mà lòi ra cái tật xấu rồi kể nghe coi. Giờ em chỉ có xấu một cái là đói hay bị cấu. Đói lên cũng giống em. Là cái thứ hai đó là nóng tính. Cũng nó giống em luôn vì hai đứa cực kỳ nóng tính. Khi cả hai đều nóng tính lên thì cách giải quyết cái vấn đề đó như thế nào? Một đó là giải quyết luôn vấn đề ngay lúc đó. Giải pháp thứ hai là em sẽ không nói gì em đi ra. Vợ chồng anh chị có gì nè. Ví dụ ai mà làm lỗi cái gì đó thì cái người kia sẽ bắt là em xin lỗi anh đi hay là anh xin lỗi em đi, là mình nói xin lỗi là bỏ qua chứ không có kéo dài. Ví dụ anh đang làm việc có gì đó anh lớn tiếng với em, cái nói ủa em đâu có làm gì đó, anh lớn tiếng với em anh xin lỗi em chưa, chồng xin lỗi bà xã nghe là em bỏ qua. Có cái gì ví dụ mà em làm đúng mà ông bắt em tìm tội chồng đó là em làm gì không đúng em xin lỗi anh chưa, nói vậy em xin lỗi anh là bỏ qua. Bây giờ chồng em không có giận lâu khoan sao còn nữa. Hai chồng em là ở lầu 19 đúng không, khi lên lầu mình có cái thẻ, mình dán cái thẻ vô thì mình mới ấn được cái số lầu mình lên. Hôm đó đi diễn nhà đồ nhiều, ba người lượt, em mới kêu là chờ xíu còn sót đồ, chờ cái thang máy để lên cùng. Xin xa xác sao bấm điện thoại sao không nghe em nói gì, đi lên chơi nó chút mình luôn đồ em nhiều đi xuống để em đi. Sẵn em kể luôn đi, hay làm bèm không thích một cái chuyện gì em nói thiệt với anh, một vấn đề đó nó có thể nói từ hôm nay đến tháng sau vẫn nói mà nói hoài luôn vậy hả? Dạ kia vẫn nói được hay thì luôn vậy á, không thích gì là nói hoài. Nhưng rồi có bị dễ siêu lòng không, bây giờ là nhẹ dạ cả tin nó bị lường gạt không, bị gạt hoài luôn. Cách đây á là có mấy tháng có một cái trang Facebook là giả dạng làm đại lý máy bay, thật sự ra là lo buôn bán với cái tự nhiên mình quên đi cái mình tốn thân ngày nào không hay, tự nhiên nó kêu gửi tiền trước đi rồi nó chuyển giá ba cho mình cũng gửi tiền. Nghĩ là thân rồi hay sao, cái kêu gửi sao chồng cứ gửi chuyển 15 triệu cuối cùng nó không đưa vé gì hết. Rồi giả đó ra là công ty giả, người ta đưa vé rồi mình mới chuyển khoản đúng không? Đúng rồi, hai chồng lo lưu buôn sao biết rồi, chuyển khoản trước rồi xong khách làm giả bộ mua đồ shop là nói khách bên Canada chọn quá trời đồ luôn, cái hàng gửi tiền nó là gửi rồi nhưng mà ngày mai nhận được. Em thật sự em nghĩ ai lường gạt, tại vì từ nhỏ lớn mình có nghèo chết bỏ mình chưa bao giờ lường gạt ai hết. Thì kêu tụi em đó là ông anh ở nhà bị ruột thừa, nhờ chị gửi giúp cho em 10 triệu gửi cho em đi rồi ngày mai em gửi tiền trả cho chị luôn. Ổng là ông chịu, nó không, người ta chưa kịp chuyển tiền cho mình mà biết người ta có thật hay không, tại vì bị lừa vô vé ba rồi không chịu nữa. Em nói quá ổng cũng chịu, ổng bắn cho con 10 triệu là mất tiếp.
tuần. Rồi bây giờ là chỉ có bao nhiêu tính thôi đúng không? Dạ. Bao nhiêu thôi cũng đủ mệt rồi đó. Nghe. Đó. Không, em phải kể là tôi tính cho xong. Rồi bây giờ nói nè. Tới em. Em anh thấy Phi Hùng rất là hiền nghe Khánh Chi. Không hề. Lắm, nhưng mà tôi biết một chuyện, chị biết cái bạn này á mà cấm tiệc bạn này mà không được cho ăn một hộp cơm. Ăn cơm là sợ mệt thôi. Là hai đứa đều không ăn cơm. Nhưng gần đây chồng em là mua kim trái, chà bông với mỡ hành á. Ăn á, rồi nghiện, ngày nào cũng mua một hộp bự như nè. Rồi bây giờ là em được cái cơm cháy. Em ăn cá, em ăn cá. Tức là cơm cháy nó có, ở trong đó nó có chà bông nè, nó có ruốc nè, hành nè. Mỡ hành nè. Với lại cái nước mắm nó làm từ, nó phan. Ăn cái này mập dễ sợ chứ. Từ mật ong mình rải lên, ăn mấy cây ăn nó giòn rút mà. Trời ơi. Ngon lắm. Chết rồi. Trời đất ơi, chưa tiếp nữa. Em kể cho chị nuôi chó, mua 2 cái bún đồ. Xong em nói nè, em nói anh nghe đừng có nuôi chó, anh nuôi mình không có thời gian mình trông nó tội nghiệp nó. Nó thôi được mà anh thương anh cưng quá mà thôi để cho anh nuôi. Nó anh nuôi là nha, nó đái hay nó nghĩ là anh hốt nha. Em nói trước em không làm cái việc ở đâu, ok rồi anh làm. Thời gian đầu xiên lắm, ỉa đái rồi dọn dẹp rồi xiên lắm, rồi cưng lắm. Tới 6 tháng sau chịu không nổi, bắt đầu gửi nha em dưỡng tháng em thấy nó cực của em đó. Anh nuôi, anh phải có trách nhiệm, em lấy về, em lấy về em bắt nuôi. Để nhà xong rồi nhốt trong lòng hoài không thôi không cho nhỏ ra. Ổng nhốt em thả cho bỏ ghế. Mà thả tao đã ỉa lại. Có nghĩa là bây giờ bà đang kể tính cái tật xấu của chồng bà mà vô hình dung là bà tự bà nói tật xấu của bà luôn. Rồi còn tính xấu gì nữa không? Có gia trưởng, có độc đoán, có làm biếng. Nói chung ra là ông này rất là xuyên, rất là giỏi, cái gì cũng được hết. Chỉ có gì thôi đó. Có mong muốn ông thay đổi gì không? Nói chung ra cái vấn đề chó thì em phụ chồng em luôn rồi. Rồi bây giờ Phi Hùng muốn Khánh Chi, bà xã yêu quý của mình thay đổi điều gì? Dạ em muốn giờ em giữ lời hứa với em là được rồi. Đừng có hẹn. Chuyện hẹn hò đó. Bớt hẹn. Nói chung là hai vợ chồng em á là không có gì đâu mà lấn cấn nhiều. Tụi em sống với nhau là cái làm cái gì nó bên cạnh nhau nhiều lắm. Đâm ra là như vừa là chồng vừa làm người bạn đời. Đâm ra là rất là hiểu nhau. Đương nhiên vợ chồng nào cũng không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mình cố gắng để mình sống với nhau nó vui vẻ hạnh phúc thôi. Chị đừng đánh trống lãng chị. Anh đang nói anh mong muốn chị đừng có hẹn. Bây giờ có chị Vân và anh Thuận nè, em nói luôn, em không thiếu anh nữa nhưng một tuần em chỉ là một lần thôi. Đúng hả? Cái là việc rất nhiều. Rồi còn có con nữa, chăm con rồi, chăm chó nữa, trời ơi, nhiều thứ lắm. Sao được không Hùng? Hay là có mong muốn gì thêm? Tạm chấp nhận được nhưng mà một tháng khuyến mãi cho em 2 lần. Chị à, nhiều khi đi du lịch cũng có tặng kèm chứ không? Kệ người ta xin cho điên tuần lần rưỡi. Em hứa. Nha. Chúc tụi em cứ dính nhau như vậy thôi. Mà Cường, năm nay em 33 tuổi, em nghiệp vụ em tài xế, lái xe. Dạ Cường, giới thiệu về mình. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chào anh Quốc Hận. Trời ơi, chứ cô mà chào anh thì sao? Bây giờ mình giả bộ đi, chị đi. Anh chị đi. Em là tên là Trần Phương Thúy, năm nay em 21 tuổi, nghề nghiệp của em là kinh doanh. 21 tuổi, này 33 tuổi, lớn nhỏ nhau là? 12 tuổi. Hai vợ chồng quen nhau lâu chưa? Dạ, quen được 2 năm mấy. Rồi cưới nhau lâu chưa? Cưới nhau được khoảng 7 tháng. Bảy tháng. Quá son rồi. Trời ơi, như vậy là lúc mà Cường gặp Thúy, Cường có cảm giác giống như là đi cua một đứa nít không? Lúc mà quen thì không có nghĩ gì nhưng mà cũng bị mấy ông bạn chọc hoài. Bạn chọc gì? Thì bạn bè cũng chọc trâu dài cộng cỏ non. 33 tuổi mà trâu già cái gì? Vậy là đố kỵ ganh ghét rồi chứ ở đâu? Nhìn hai đứa cũng đâu có chênh nhau nhiều đâu, chỉ có tuổi thôi. Ủa Thúy mà lần đầu tiên Thúy gặp cái ông Cường này, Thúy thấy ông sao Thúy? Người ta ai cũng phụ em á, giao hàng qua là người ta phải phụ. Mà anh không phụ, anh ngồi anh bấm điện thoại hoài bấm điện thoại mà không ngó ngàng tới mình ghét quá mình chọc ổng luôn. Chọc sao? Dạ. Chọc sao đâu? Mới đầu thì ổng không thèm xin điện thoại luôn. Cái người xin là cái anh đi chung với ảnh xin. Cái anh kia chọc em trước. Cái bữa sau biết sao hàng có vấn đề gì. Anh điện em. Em tưởng ông chọc em. Em nói ông này vậy là ông có điếng mình rồi. Cái xong rồi em tiến hành em cua luôn. Tự suy nghĩ xong tự quyết định cua luôn. Lúc đó em biết tuổi anh chưa? Dạ chưa. Lần đầu á là ảnh hẹn đi chơi. Cái em nói là em không đi. Cái ảnh nói em không đi anh cũng qua nữa. Cái mình nghe mình thấy mình cũng tò mò quá. Tại mới vừa đi làm không biết ai á. Rồi cái tiện thấy hẹn hò. Cái ham hố. Cái hồi cái ảnh nói anh tới rồi. Cái vòng vòng cái ảnh thuyết phục sao cái đi Đại Nam chơi với ảnh luôn. Đi Đại Nam luôn á hả? Đại Nam luôn. Dạ mà lúc đi thì mắc cười lắm. Ảnh mặc đồ quê ở là quê luôn như là ông già vậy á. Còn nhìn được có ham hố nữa không? Dạ thấy ngại quá rồi mình cái gán đi
Lúc mà đi cái ảnh không có nói gì á, ảnh hiền khô, ảnh ngồi ảnh im lìm mà toàn là mình hỏi không à, mình chủ động hết. À. Vô Đài Nam xong cái em thấy mấy cái quà lưu niệm á, cái em hỏi anh tuổi con gì vậy để em mua quà lưu niệm cho. Cái anh nói anh tuổi con heo. Cái em nói là ủa gì không lẽ anh bằng tuổi em. Cái anh mới nói không, anh 30 rồi. Cái em mới giật mình, nó nói hả, một con giáp. Cũng thấy sợ nhưng mà thấy người hiền hiền cái muốn quen. Hiền hiền nên ham hố dạ, luôn. Dạ. Cái em nghĩ bộ vậy hỏi nữa, anh có uống thuốc không vậy, anh có uống rượu không đó. Cái anh nói là anh không uống thuốc. Cái là thấy vui. À. Hết rồi. Cái anh nói anh uống rượu nhưng mà uống ít lắm. À. Là mình thấy mình cũng ham luôn, tại vì ham luôn. Tại vì mỗi lần uống rượu về vợ phái hơn. À, phái gì? Chiều vợ nhiều hơn. À, việc gì cũng làm hết. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi không? Vợ muốn cái gì là làm hết, đúng không? Ừ. Rồi, kể từ đó là mình tất cả cái gì cũng chủ động hết. Dạ, đúng rồi. Có chủ động nắm tay không? Dạ có luôn. Trời, có luôn. Có chủ động hôn không? Dạ có luôn. Có vậy. Cái đêm tân hôn có chủ động không? Cái đêm tân hôn có chủ động không? Dạ không, không biết gì hết. Ảnh tự chủ động. Ảnh tự chủ động. Cái gì cũng chủ động nhưng mà đêm tân hôn là thụ động. Dạ. Thôi gì cũng được. Ủa rồi bây giờ ai là người nói tiếng yêu đầu tiên? Dạ là em luôn. Em luôn. Tại ổng không biết nói gì hết á, ổng cứ im, cái gì em cũng im hết á. Ổng đi với mình mà giống như là hai người xa lạ vậy, cái gì mà chủ động. Vậy vợ có hỏi là tại sao từ lúc quen giờ anh không nói gì hết. Nói thì chính vậy, anh không nói giờ anh mới quen được em đó. À. Chính là nói nhiều là mình quen trước những cô khác rồi. Nhưng mà em thì sao, em có cảm thấy là hạnh phúc bởi vì là quen được mỗi thì mỗi sau khi mà quen được vợ thì cảm thấy tự hào lắm, cảm giác như là mình thấy giờ tự nhiên mình có một người bạn gái trẻ tuổi hơn mình rất là nhiều nữa. Tự tin nè, tự hào nè, tự nhiên thấy mình lên giá liền, đúng không? Bạn bè cũng hay nói trước là trâu già cầm cỏ non, nhưng mà sau thì nói lại sau mà hay quá. Trâu già sao quá con hay. Trâu này nó hay quá. Nhưng mà nè, vợ em cái tính tình của con nít có ghen tuông rồi có nhõng nhẽo mà theo kiểu con nít không? Cưới về vợ vẫn còn con nít, cũng chỉ vợ nhiều lắm mà, nhưng mà cái tính nó chưa bỏ được hết. Nhưng mà vợ em con nít sao chứ, nãy giờ thấy vợ em thấy cũng điềm đạm quá chứ hả? À. Cái tính của em á không thích lãng mạn, chắc vợ thích lãng mạn rất là nhiều. Nhưng mà mình không được những cái chuyện đó thì vợ nó hay trách móc rồi giận tới giận lui rồi, cũng nhiều lần lắm rồi. Từ trước đến giờ ảnh có tỏ một cái hành động gì đó lãng mạn với em không? Dạ không, anh không biết làm gì hết á, ảnh làm gì mình dù lãng mạn cái nào mà nhìn cũng không lãng mạn được hết á. Nói chung dù lãng mạn cái nào nhìn thấy lãng xẹt. Dạ đúng rồi. Tại vì nhiều khi mình cũng muốn chiều vợ mình lãng mạn chút xíu, mình cũng như người ta chở vợ đi vòng vòng bờ sông hay đi uống cà phê, thì vợ nói nhìn người ta sao lãng mạn quá, còn hai vợ chồng mình không có gì hết. Nó nói thì em nhìn người ta em thấy lãng mạn chứ còn người ta nhìn mình người ta thấy lãng mạn là sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Như này nè, em thích lãng mạn này chắc là do em coi trên phim ảnh rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy có khi nào mà em coi trên phim ảnh em thấy một hành động lãng mạn và em bắt chồng em làm giống chàng không? Dạ có. Dạ nhầm khi thấy ta đi trên đường cái thấy ta hung cái mình nói chồng ơi sao chồng không có làm giống vậy. Cái chồng nói bất cỡ. Tự nhiên mà ta nắm mà hung. Ví dụ như giờ em rủ chồng đi coi phim thì chồng có đi không? Chồng lại nói là đi coi phim tốn tiền lắm, lãng phí nữa, ở nhà bắt tivi lên coi là tốt rồi. Có đi cà phê được không? Dạ không luôn. Không luôn. Đi cà phê anh còn nói ngược hơn, anh nói là để anh quậy cà phê cho em uống. Trời ơi. Vợ em ngập nứt đúng không? Vì vợ em ở nhà đôi khi có coi phim về nhà còn bắt chước, ví dụ như là về nhà mặc những cái bộ đồ sexy chút xíu để mà cho chồng mình ngắm, có không? Dạ có. Chồng đã sao? Chồng đã chồng thích không? Dạ chồng có lơ, chồng ngồi chơi game bình thường. Trời ơi kỳ vậy. Dạ anh ơi, anh không thích những người như vậy đâu, anh không thích những người con gái đó đâu, em đừng có lo. Rồi anh, xong bắt người mặc pyjama. Dạ. Ghét em mặc đồ bình thường ngủ luôn. Vậy sao vậy? Dạ em thích tại vì cái tính của em thì lại không thích như vậy, thấy vợ như vậy thì càng thấy bực bội thêm thôi. Tại cũng đang trong lúc chơi game nữa. À ông đang tập trung trong game. Dạ chồng em nghiện game lắm. Lúc đó thì nó đang vô cái cơ. Ủa nhưng mà chơi game rồi chuyện kia làm sao? Dạ có bỏ game không? Không dạ, cái chuyện đó đâu có bỏ được đâu thì cũng chơi game chúng cũng khoảng 8-9 giờ đi ngủ rồi. Cái gì tại em ép không à? Ép là ép làm sao? Dạ có nghĩa là ảnh chơi game cái mình gán mình đợi đợi được cái mình ngủ quên, cái tối giữa đêm mình tự thức nhìn khều khều ổng, ổng không có để ý. Lúc nào ổng có chủ động á phải không? Nghĩ chưa? Dạ. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có bực bội không? Dạ có. Nhằm khi mình về mình làm nguyên một ngày gì mệt
mình muốn chồng mình tâm sự với mình một chút mà không được, lúc nào cũng vậy. Chồng mình về là tắm là một tiếng rồi, mà thường là về là 6 giờ rồi, anh tắm một tiếng nữa là 7 giờ. 7 giờ lúc đó mình nấu cơm cho anh, dọn ra sẵn hết, chung mình làm hết sẵn cho anh rồi. Anh ra hai chồng ăn xong cái vô anh chơi game là anh ngủ. Vậy là mình thấy mình cũng tuổi, nhầm khi mình cũng buồn, mình muốn người chia sẻ không có. Rồi bây giờ mong muốn xã thay đổi điều gì? Mong thì mong nhất là chồng về là nên chia sẻ những điều mà đi làm hàng ngày với vợ, rồi về đừng có chơi game nhiều quá. Rồi hai người có em bé chưa? Dạ chưa. Chị thấy như vậy nè, cái tuổi tác nó bị chênh lệch nhau nhiều, thành ra là hai cái suy nghĩ á, nó cũng sẽ có những cái mà nó chưa thể đồng nhất với nhau được. Mà Cường biết không, thường là như vậy nè, những ông chồng mà lấy những cô vợ nhỏ tuổi hơn á, thay vì như bình thường em đưa ra một phần công lực của em thôi, thì bây giờ em phải đưa ra tới 2-3 phần công lực. Tại vì sao, vợ em còn nhỏ thì là em phải định hướng, tức là em phải dạy dỗ vợ em luôn đó. Có những ông chồng á là dạy vợ quán xuyến gia đình nè, chi tiêu nè, dọn dẹp nè, nấu nướng rồi đủ thứ hết trơn á, chứ không phải là đơn giản là chỉ về rồi em chơi game là đủ đâu, không phải đâu. Đó cho nên thành ra chị thấy nè, bây giờ mới có 7 tháng thôi đúng không? Dạ. Thì bây giờ em nên dành một cái thời gian sau giờ cơm ha, tắm thì 1 tiếng đồng hồ thôi, bây giờ bớt xuống đi. Cỡ chừng 40 phút thôi, thì là để dành lại cái 20 phút đó cho cái bữa cơm. Trong lúc vợ em nấu cơm, nấu nước, dọn dẹp, em phải để mắt nữa, định lượng coi giờ cơm nước vậy là được chưa. Rồi sau đó phụ vợ rửa chén, phụ vợ dọn dẹp đi, trong lúc phụ là chỉ bảo luôn. Dạ. Rồi sau đó bỏ cái vụ game đi, hai vợ chồng bắt đầu có những cái phút mà gọi là lãng mạn, hai người cùng coi chung một bộ phim, rồi sau đó muốn làm gì đó làm đi. Rồi á là trong quá trình đó chắc chắn là sẽ phải có em bé thôi đó. Tại vì mặn nồng quá mà, lãng mạn quá mà, thì sẽ có em bé. Thì đây là mình đang một công đôi chuyện, có nghĩa là cho tới lúc vợ em sanh em bé thì vợ em đủ những cái hành trang để có thể là quán xuyến trong cái gia đình nhỏ của mình rồi. Dạ. Ừ. Rồi chúc cho hai em như những gì mà chị Hồng Vân vừa khuyên bảo, bớt cái game đi, tối coi phim và mau chóng có em bé ra đời nha. Dạ. Rồi chúc em, cảm ơn chị Vân, cảm ơn anh Quốc Thuận. Rồi. Rồi hai bạn giới thiệu về mình. Dạ con tên là Trần Thị Kim Ngọc, con sinh năm 95, tức là 27 tuổi. Kim Ngọc, công việc của con là gì? Dạ công việc hiện tại của con là kinh doanh online. Online, nhưng mà mặt hàng gì con? Con buôn bán hoa tươi, tức là cây hoa lan á chú Thuận. Ở quận mấy nói đi? Dạ con ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ mời con. Dạ con là tên Lê Quý Lộc, năm nay con 28 tuổi. Công việc hiện tại của con là phụ vợ con là bán nhân viên của shop hoa lan Kim Ngọc đúng không? Dạ không, hoa lan Tiến Phát. Tiến Phát. Ngoài hoa lan ra còn hoa gì nữa không? Dạ không, hầu như con chính là sẽ về hoa lan thôi. Oh, dạ. Yeah. Mình bán là theo chậu cũng có mà cái treo. Dạ đúng rồi, đúng rồi, vàng đúng rồi. Dạ đúng rồi. Lan gọi là lan vàng đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Giá cả làm sao nè? Shop con bán rất là rẻ, nó chỉ trung bình là tầm khoảng từ 50.000, tức là sẽ từ những cái size nhỏ nhất cho tới những cái size lớn để mà mấy cô chú anh chị có thể mua về để mà mình bán lại cũng được. 50.000 là mình có thể sở hữu được một chậu lan treo đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái đó là cái quan trọng đó em. Như vậy là chắc có lẽ là chuyện tình của các bạn cũng có liên quan đến cây hoa lan đúng không? Đoán đi. Chắc có lẽ là con là hồi xưa là con mê hoa, thế là con đi mua vô cái shop kiến gì đó. Dạ kiến phá. Cái là mua hoa lan về, vô tình mới gặp cô chủ nhỏ và thấy cô chủ nhỏ dễ thương quá và cua cô chủ nhỏ đúng không? Dạ chết quốc luôn, chết quốc luôn. Chết quốc là hay quá em ơi. Thôi bây giờ tụi con tự nói đi. Dạ lần đầu tiên con gặp vợ con á là ở một cái đám cưới của chị của bạn con, là tụi con ngồi cũng xa nhau, cách xa bàn nhau lắm. Lúc đầu qua chào hỏi uống bia, nói giỡn giỡn chơi chơi vui vậy thôi chứ không để ý gì tới nhau luôn á. Trong cái bữa đám cưới đó con có kết ông này không? Dạ không, hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn. Lúc đó ảnh để cái đầu cũng giống vậy nè. Mà con là cực kỳ ghét với người đàn ông mà kiểu để đầu đinh á. Nếu mà không để ý thì không bao giờ nhớ được là ở trong cái đám cưới lần đầu tiên gặp đó người ta để đầu đinh. Tại vì anh nhìn con hoài à. Ờ, đó, đó, đó. Dạ đúng thì rồi. Thì có nghĩa là con đã để ý nhưng đây mà không phải là một cái để ý thích. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Anh này quậy lắm. Cái hôm đám cưới là lần đầu tiên tụi con gặp á thì tối ngày hôm đó anh có add Facebook con nhưng mà cũng không ai nói chuyện với ai hết. Chỉ nghĩ là tại vì cái em họ của con, nói em họ vậy thôi nhưng thật ra là lớn tuổi con, bằng tuổi ông xã con, thì là bạn thân rất là thân với nhau luôn. Thì ngày hôm đó đám cưới á
em con mới mời anh này đi theo. Ngày hôm đó khi mà đi về, thật ra có anh này kết bạn và thêm một anh khác nữa, nhưng mà con thì con nói chuyện với anh kia chứ con không nói chuyện với anh này. Rồi khi mà đi về quê cái đợt thứ hai á, thật ra đợt thứ hai á, nếu mà kể cặn kẽ thì đợt thứ hai con đã có bạn trai rồi. Thì anh này á, ảnh đi về với lại em họ của con đi về quê chơi chung, thì ảnh nhậu chung với bạn trai con luôn. Rồi đi ra vườn hái vú sữa rồi đi vòng vòng chơi, nhưng mà sẽ không có nghĩ là ai sẽ quen ai hết. Tới lần thứ hai thứ ba bắt đầu con đi xuống quê của bạn con là ăn đám giỗ, con mới gặp lại thì con mới để ý tí, tại miệng của cô này cũng lanh chanh. Cái đang ngồi nhậu mình đang xỉn quá, cô cất giọng hát lên, cái mình suy nghĩ sao cô này hát hay quá ta. Mê. Hôm nay ảnh nói con mới biết là ảnh để ý giọng hát con á. Tụi con cưới nhau 8 năm nay là hoàn toàn không biết luôn. Không biết luôn à? Dạ đúng rồi, tới cái đợt thứ ba, đám tiệc thứ ba. Chia tay bạn trai chưa? Dạ lúc đó bắt đầu mới chia tay á. Tại vì tụi con lục đục thì tụi con đã chia tay trước cái ngày đó rồi. Chắc chắn là phải có chuyện xảy ra. Dạ, cái lần thứ ba này. Hôm thứ ba đó thì vô tình cũng ảnh cũng đi xuống dưới luôn. Mẹ con mới nói là đi ra ngoài đầu hẻm á, tại vì cái đường chính vô nó bị tắt rồi, nên phải đi đường vòng. Em họ con không có biết đường vòng nên mới kêu con đi ra để mà rước vô. Thì khi mà con đi ra tới chỗ á, thì cái ánh mắt đầu tiên con thấy á, là anh này. Ảnh đang ngồi với cái ảnh lú cái đỏ lên vậy nè. Nhìn con đúng không? Đúng rồi, về rồi thì ảnh mới ghé nhà con chơi với ba con với lại anh em họ con luôn. Cái lúc mà ảnh đi về á thì con cũng kéo cửa ra đi về bình thường thôi. Em của con đi trước, anh này đi sau, thì tự nhiên ảnh nhìn có cái ảnh đá lông nheo con một cái. Là giống như là cô vô viết giống như bị tiếng sét á, viết giống như bị tiếng sét á. Con hết hồn luôn. Rồi vậy là bạn này xài cái chiêu của ông bà luôn. Ông bà cũng vậy. Mấy đứa nít bây giờ nó không có cái vụ đá lông nheo. Đúng rồi. Thiệt, không có xài cái chiêu đó mà cái chiêu đó là thời của tụi mình. Con đá sao đá lại cô coi. Chà, giờ kêu khó con tỏ tình không? Dạ không, lúc đó chưa đâu. Đến bao lâu thì mới nhắn tin tỏ tình? Thật ra tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức đâu. Con nhớ là ảnh dẫn con đi cái quán cà phê đó ở Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Nhưng mà có tật con hay khóc lắm, nhạy cảm lắm, con dễ khóc lắm. Thì ảnh nói chuyện hồi cái tự nhiên con ngồi con kể hết luôn. Cái con vừa kể con vừa khóc. Thì nếu như mà theo những người đàn ông khác á, thì họ sẽ lấy khăn giấy họ lau cho mình. Còn ổng thì sao? Anh này thì ảnh khác chút xíu, là ảnh hung hết nước mắt của mình luôn. Ôi trời ơi, lãng mạn, anh hung hết giọt nước mắt. Đúng rồi. Anh có nhiều nước mắt, anh nuốt hết luôn. Đừng nói theo ông bà nữa nha. Không, cái này không phải theo ông bà. Ông bà mình hồi xưa không có dạ, vậy đúng rồi. Đời mới. Dạ. Có nghĩa là bạn này biết kết hợp đông tây kim cổ, mới và cũ. Chú đấy còn kể, con vẫn còn xúc động. Dạ đúng rồi. Trời, chú đấy là con quá đặc biệt đúng không? Cưng quá vậy, sao con nghĩ ra cái chiêu hay quá vậy? Hút hết, hút hết nước mắt. Hút cái gì người ta hung, rồi xong rồi nó dính vô cái bờ môi. Ê, đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng không? Rồi người ta liếm môi rồi. Rồi xong rồi lại tiếp tục dính. Ê, nữa. Dạ. Giờ nó giọt nước mắt nó chắc ngọt ngay à đúng không? Đâu ra mà ngọt vậy? Nước mắt thì phải mặn chứ. Đúng, đúng không? Rồi không, sao? Cái này mới là cái hỏi nè. Ừ. Ai chỉ cho con cái chiêu đó? Không, tại vì lúc đó thì chẳng như con hỏi, con cũng gặp rồi, con hỏi về cái chuyện tình cũ của cô đó, của cô này nè. Thì cô nói rồi xong cô khóc. Thì con có chia sẻ. Chuyện thấy cô khóc quá mà thấy thương thương, tức tích không hung nè, hung luôn. Thật ra là muốn hung nhưng mà vô tình có những giọt nước mắt. Thì lại là nó cứ là văn phạm đó chị, nó từ ngữ đó chị, hung những giọt nước mắt đúng không? Sao em không nghĩ là lợi dụng những giọt nước mắt để hung? Ủa nhưng mà lúc đó có, mà bây giờ phải hỏi đi. Bây giờ hỏi đi. Cái này bây giờ lợi dụng giọt nước mắt hay mới là sao? Nói nè, tại lợi dụng hay là đồng cảm? Con thấy thương thương. À. Rồi con cũng thấy thích thích. Bởi con đè ra con hung luôn. À, cái chữ đè đó nặng lắm. Chữ đè đó là lợi dụng rồi. Dạ. Mà con nói là con đừng, nếu lần sau có tham gia chương trình khác, con phải nói vậy nè. Ôi con thấy thương thương, con thấy đồng cảm quá cho nên con an ủi cô ấy. Yeah. Con đặt những nụ hôn lên những giọt nước mắt cô ấy. Ủa, nó dùng cái từ đè ra nó hung như vậy. Rồi, nó rớt quá. Rồi sao nè? Vậy là bữa đó con rớt toàn bộ rồi đó. Rớt, dạ đúng rồi. Rớt không còn, dạ, không còn điểm gì để mà níu kéo được đúng, dạ, không? Ồ, hay quá. Rồi sau đó là chính thức quen nhau luôn hay sao? Cũng chưa luôn. Chưa luôn. Sau về rồi cái cũng nói chuyện nhiều. Lúc đó tự nhiên, tại vì con hay kiểu mà giống như là hay nghĩ tới cái vấn đề gì á thì nó sẽ xảy ra. Nên có lúc con nghĩ cái anh này ảnh kiểu anh thiệt tình mà lúc đó con tin tưởng anh này lắm, xong rồi cái con mới nghĩ là có một cái thoáng qua là có thể là anh này ảnh sẽ đi theo mình cuộc đời, dạ, với mình đúng đó. Rồi. Thì đúng là giác quan thứ 6 đó. Hay quá. Có thể con là con có giác quan thứ 6 thiệt, dạ, mà cái trực giác rất là tốt. Dạ. Rồi đến khi nào thì mới làm có một cú knock out gọi là chính thức đây, là hỏi, của hỏi, nhau. Hỏi. Đây knock out. Nhớ không? Sao nè? Dịp nào, kỷ niệm nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau đó?
Dạ, đó con cái lúc mà con rủ cô ấy đi chơi đầu tiên là con đã xác định là quen cô ấy rồi, tại vì cô ấy không xác định thôi. À. Dạ. Nhưng mà chú Thuận đang hỏi con là cái cú nút ao nào mà để cho cô này cô quyết định là cô ngã hẳn vào vòng tay của hai đứa rồi là chứ để cô nói là cái lần đi chơi đó, cái nụ hôn mà lấy hết giọt nước mắt của cổ là vẫn chưa. Vậy thì cái lần nào theo con là cái lần mà con chiếm trọn vẹn trái tim của cổ? Chắc con nghĩ con cũng không biết nữa, nhưng mà con dùng sự quan tâm lâu dài, con cứ nhắn tin hỏi chuyện mỗi ngày quan tâm lo lắng. Bao lâu? Dạ cũng nhanh rồi cô, cũng chắc chừng 6 tháng. Bây giờ hỏi Kim Ngọc đi. Dạ. Cái chốt nào nó phải có chốt con, nó phải có một cái mốc, nó phải có một cái mốc để gọi là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Dạ. À, nếu mà mốc hả? Mốc thì chắc tôi không có, tại vì tôi mốc hoài không ra luôn. Đúng rồi, tôi có mốc hoài không ra luôn. Là chỉ có nhắn tin, nói chuyện rồi quan tâm này nọ dần dần thì hai đứa bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Rồi bắt đầu cũng có chính thức mấy lần mà đi. À có lần chính thức chắc có thể là cái đợt mà 2014 á, cô Vân với chú Thuận chắc biết là ở quận 7 mình nó có bơm cái con vịt bự bự á. Đó biết. Dạ đúng rồi. Rồi. Thì cái ngày hôm đó là ngày chắc là ngày tụi con chính thức quen nhau á. Thì ảnh có rủ con là đi chơi. Thì con mặc đồ rất là tương tất nha, áo sơ mi là chỗ con ủi nguyên một đêm kiểu nôn á. Rồi hả, bắt đầu make up các kiểu, rồi đợi anh này xuống anh chở đi chơi, tại vì nhà anh ở quận 8. Thì anh phải đi về dưới Bình Chánh con là tầm khoảng 20 tới 30 phút. Thì con mặc đồ đẹp lắm, tương tất lắm. Khi mà anh này vừa mới xuống á, trời ơi, con với mẹ con nhìn hết hồn luôn. Sao vậy? Trời, anh mặc cái quần sọt màu xanh á, mà bây giờ con còn nhớ cái quần đó luôn nha. Rồi cái áo thun mà nó hơi giản giản. Rồi sao mặc đồ sủ quá vậy? Mà nó anh này cái tính anh mặc đồ nó không có được gọn gàng. Rồi cái áo màu xám đó mặc vậy đó, thì hai đứa giống như là hai cái thái cực khác nhau vậy đó. Nhưng mà con thì mắc cười lúc đó thôi, chứ mà không phải là con đi. Dạ đúng rồi, con dẫn đi. Nói chung là con sẽ không có chú trọng về cái vẻ bề ngoài lắm. Rồi sao nào? Rồi vô tới chỗ ông dịch rồi làm gì mà? Rồi hai đứa cứ chụp hình. Rồi chụp hình xong rồi đi chơi, đi ăn, xong rồi đi về vậy thôi. Rồi cái nụ không hôn tỏ tình, không tỏ tình, không gì hết luôn. Nhưng mà lại cho đó là cái mốc gọi là yêu nhau. Dạ. Bây giờ hỏi thẳng vấn đề, hỏi thẳng mặt hai đứa luôn nè. Cái nụ hôn đầu tiên, hôn môi á, là khi nào? Dạ, chắc là cái ngày, cái ngày mà anh hôn... Là cái đó là sau bữa dịch hả? Không, dạ, trước luôn. Dạ, chú đã nói là tụi nó vậy rồi mà tụi nó vẫn không có tỏ tình. Dạ, không có. Rồi cái lần đầu tiên hai đứa đi chơi riêng á, đi chơi riêng hả? Đi chơi riêng của tụi con thì chắc là con vịt á, con vịt là tụi con đi chơi riêng á chú Thuận. Rồi đi chơi mà ở đêm á, ở lại à đi. Không, mẹ con khó lắm, mẹ con không có cho con đi chơi đêm. Vậy hồi hả? Đó ảnh có rủ con đi Nha Trang chơi nhưng mà mẹ con không cho. Mặc dù đi chung với em họ con luôn, mẹ con cũng không cho luôn. Như vậy là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày đám cưới, đúng không? Dạ không. Nó. Dạ không. Trời ơi, tôi không có muốn hỏi thẳng mà nó cứ khiến tôi phải thì hỏi thẳng mà. Mẹ con á nó thôi tao không cho mày đi đâu, mày đi mấy công á, mày có bầu rồi mày đi về, rồi mày đem cái bầu về cho tao nữa. Tao chạy ra mẹ nhà đi, mẹ nhà rồi đi. Có mang cái bầu về cho mẹ không? Để con... cho tao, để cho cháu nó kể. Dạ thì thật cái mẹ con không cho con đi. Cái con cũng đi chơi bình thường vậy thôi. Sao mà con với anh này mới tiến xa hơn một bước nữa. Thì con cũng kiểu mà giống như là mình còn nhỏ quá, mình không có muốn là có em bé sớm, mà mình còn phải có công việc nó ổn định rồi này nọ. Thì con kỹ chút xíu, tụi con cũng có xài mấy cái biện pháp mà con không hiểu sao con dẫn lòi ra anh nhỏ luôn. Trời. Thì cái ngày mà con phát hiện, con đi làm, con phát hiện con nói với anh này nè là con, tại vì con kêu anh này bằng chồng, con mới nói là chồng ơi là chỉ có hai giặt rồi. Trời anh ảnh dưỡng dương lắm anh á. Vậy hả? Thôi để trưa đi ghé chở đi khám. Trời ơi, anh không có một cái gì mà gọi là sợ hay là một cái gì luôn. Nhưng mà cái cảm giác con sao? Mà em thấy không? Sợ cái gì là trời cho thấy cái đó luôn. Sợ hai gạch là có hai gạch. Dạ. Nhưng mà con thì sao? Cái lúc đó là sáng sớm rồi, lúc đó đêm qua con mới nhậu xong, bạn bè con cũng xỉn quá, con đang nằm ngủ. Thì nghe lúc đó cũng 8 giờ, 9 giờ sáng gì á, cô này đi làm xong cô này mới gọi con. Nói chồng ơi giờ hai gạch rồi sao giờ? Cái nói lúc đó mình cũng đang say ngủ mà. Rồi biết rồi, vậy thôi cúp máy đi, chút qua chở đi khám nha. Rồi vậy đi, cúp máy ngủ tiếp chứ bình thường. Ngủ tiếp luôn. Bình thường rồi nghĩ gì luôn. Không biết cái dư âm đó đi qua. Rồi đến khi con tỉnh tù. Con tỉnh tù con nhớ là cái chuyện là vợ con phát hiện có bầu rồi. Con mất hồn thì lúc không? Đó con sao? Con cũng bình thường luôn. Con chỉ trong đầu con chỉ lúc đó suy nghĩ là làm sao để nói với mẹ con thôi chứ không có suy nghĩ gì hết á. Vậy hả? Rồi lúc nói với mẹ thì sao? Thì lúc nói với mẹ thì mẹ cũng đưa ra hai phương án. Một là mày giữ,
hai là khoan cưới đi, những hai là bỏ đó. Nhưng mà con nói thôi, bỏ là đương nhiên là không được, phải giữ lại. Thì mẹ nói vậy thôi, giờ sinh ra trước đi, mà khoan cưới mày cứ học hành xong đi. Nhưng mà con nói thôi vậy người ta không chịu, bên nhà người ta làm vậy thì con gái người ta không có chắc nữa. Thì mới quyết định là đám cưới luôn con. Cưới luôn? Vậy là bao lâu thì cưới ta? Từ cái hôm 2 tuần. Tụi con chỉ có dọn dẹp là 2 tuần để chụp hình cưới rồi tổ chức tiệc. Dạ đúng rồi. Như vậy là từ cái hôm mà hôn trong nước mắt đó cho tới cái hôm mà làm đám cưới là bao nhiêu lâu? Dạ tầm khoảng 6-7 tháng thôi. 6 tháng. Tụi con làm quá trời việc lớn luôn. Nhưng mà mẹ con, khi mà con về con báo cho mẹ con biết thì cái phản ứng con của không mẹ. Dám báo. Con cứ nằm hoài, cái xong mẹ con, cái con mới nói với mẹ con đánh tiếng trước là con mới nói là bên nhà ảnh mới muốn bước qua để cưới. Cái mẹ nói ủa tụi bay còn sớm sao tự nhiên cưới, tụi bay phải có cái gì mới cưới, không thể nào mà tụi bay cưới được. Sao nói đi. Cái mẹ con lúc đầu mấy ngày đầu thì cứ kêu mày tao kiểu vậy. Xong cái thấy con không thèm nói gì, con buồn buồn. Cái xong rồi cái mẹ mới nói, cái sáng cái mẹ ra sao mày nói chỉ với ba, mày nói chắc em nghĩ nó có cái gì hay sao á. Mà mấy cái mẹ mới vô, con nói thiệt đi. Cái bắt làm nhẹ giọng xuống, con nói thiệt với mẹ đi, có cái gì không để mẹ biết. Rồi xong rồi con mới nói thiệt. Thì lúc khi mà con phát hiện là con có em bé được 10 tuần. Dạ 10 tuần tuổi, thì lúc đó bắt đầu mẹ con mới biết. Tháng mấy rồi ha? Dạ đúng rồi, tháng mấy rồi. Mẹ sao? Rồi xong mẹ con cũng á, kệ có gì đâu, có cháu thì ẩm cháu sớm thôi, dù sao ba mẹ mày cũng già rồi. Kệ mày cứ đẻ để tao chăm cho. Rồi xong xuôi. Như vậy là 2 tuần. Bởi vì mới nói 2 tuần, nhưng trong 2 tuần là phải rớp rẽn rồi. Đúng rồi. Vậy là năm nay cháu nó được nhiêu tuổi rồi con? À con có 2 bé luôn. Dạ một bé là 6 tuổi, một bé là 5 tuổi. Trai gái đều hả? Dạ không, 2 đứa trai hết. Hả? Có định kiếm thêm đâu? Không có. Nếu nha, nếu như có khả năng con sẽ đẻ thì em gái rồi, tại vì con thích gái lắm. Như vậy là con có con lúc con mấy tuổi ta? Dạ con nếu mà con cưới là năm 20 thì con có con làm 21 tuổi. 21 vậy đó hả? Ôi chúc mừng con như vậy nè. Coi như từ lúc yêu cho đến lúc lấy nhau là cũng rất là trọn vẹn, rất là trơn tru. Đúng rồi. Được hai bên gia đình cũng rất là đồng thuận với nhau. Rồi bây giờ đến khi cưới nhau rồi, cho tới bây giờ hai mặt con rồi, thì có những cái tật xấu nào mà nó ấn tượng mà con muốn chia sẻ lên đây? Hồi đó anh này khi mà trước khi anh cưới con, trời mẹ anh khó lắm. Mẹ anh không có cho anh đi chơi đêm. Khi chơi 10 giờ là mẹ anh tự khóa cửa lại luôn, không có cho anh vô nhà. Cái con cũng thiệt tình đó, sao con nhiều khi con nghĩ lúc mà con giận anh này con nói trời sao mình dễ tin người vậy, sợ sao ai nói gì mình cũng tin chơi. Còn khi mà cưới về không có 10 giờ đâu nha cô dân, mà 10 giờ bắt đầu mới đi ra khỏi cửa để mà đi á. Về tới nhà là 1 giờ, có khi 2 giờ, có khi sớm nhất là nó sẽ trước 12 giờ. Không đi đâu? Ảnh đi cà phê với bạn bè đó chứ không. Có đi nhậu không? Có. Cũng có. Dạ. Mà ham con chơi. Mỗi lần mà vậy con có buồn không? Dạ có buồn chứ, chỗ con khóc hoài luôn vậy. Những năm mà con mới cưới ra tầm khoảng 2 đến 3 năm đầu tiên á, ảnh cứ hay vậy hoài à, cái con cũng buồn, cái con cũng khóc hoài à. Có nhiều lúc con còn suy nghĩ chỗ chắc mình không thể nào mình ở với anh này được lâu luôn á. Nhiều khi con tức mà con phải nói, tại vì cái tính con rất là nóng. Mà khi mà nói cái gì con hay nạt ảnh lắm. Với lại nhiều khi cái mình thấy cũng tội nghiệp, tại vì những cái năm đó là ông xã con còn đi học. Thì ông xã con học là bên trường Tôn Đức Thắng. Thì khi mà cái ngày mà ảnh ra trường á, là ảnh thay vì người ta đi ra trường người ta sẽ đi với ba mẹ người ta đi với bạn gái người ta, còn ảnh là nguyên một gia đình luôn, như con rồi hai đứa con nữa, rồi vô chụp hình, nói chung là ai cũng nhìn hết luôn. Dạ vui mà. Đúng rồi, vui đúng không? Rất là vui và rất hạnh phúc luôn á. Nói chung là cũng nhờ mẹ chồng con, mà chồng con hiện tại mới có được cái công việc nè, ổn định rồi này nọ, thì cũng nhờ mẹ chồng con, kiểu giống như là mẹ thương con mà. Thì không có muốn với có con nữa, mẹ không có muốn chồng con là phải bỏ bê. Nếu mà bây giờ không học tới đâu thì sau này không có gì để làm hết, không có lo được. Thì cũng nhờ mẹ chồng con cho chồng con học. Thì trong 3 năm học đó thì con biết là nhiều khi học nó cũng căng thẳng mà, nên con vẫn để cho chồng con đi chơi, nhưng mà giới hạn giờ về thôi, con không có cấm. Tuyệt đối luôn, từ lúc cưới tới giờ là con không cấm luôn. Nên có nhiều khi gia đình hai bên nè, hay là nói chung bạn bè cũng có nói là sao mày dễ quá vậy, sao không cấm đi nhưng chơi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì con cũng không cấm luôn, ảnh dẫn đi luôn. Nhưng mà ảnh biết giới hạn ảnh về hơn. Tại vì có tầm khoảng một năm hay 2 năm gì trước á, thì mẹ chồng con phải về quê. Tức là trước giờ tụi con sẽ sống trong cái sự bao bọc của ba mẹ rồi.
thì bây giờ mẹ chồng con về quê thì ở đây tụi con phải tự lo tiền điện, tiền nước, tiền chăm con, tiền học của con rồi này nọ là tụi con phải tự quán xuyến hết. Thì đâm ra khi mà người đàn con, theo con nghĩ nha, người đàn ông khi mà họ phải bước vô một cái thế cuộc đó thì họ sẽ tự trưởng thành, họ phải tự có trách nhiệm. Thì những bắt đầu từ thời gian đó là ảnh về ảnh chăm con, phụ con rất là nhiều. Nhiều khi có đi công tác nè thì ảnh cũng về, tranh thủ về sớm lắm, được về là về liền, về phụ chăm con, tắm con. Bà nấu ăn ngon lắm, bởi hầu như dễ nấu ăn cho tụi con, cho mấy mẹ con ăn không à. Dạ. Thôi vậy. Khoan khoan, nhưng mà chúng ta quay về với chủ đề đó là khui tật xấu. Khui tật xấu thì có ham vui, chồng vật đó, ham vui xíu. Ham vui đúng không? Ham vui với lại tật xấu là hay ăn mặc lôi thôi lít hết á. Lôi thôi, ham vui và lôi thôi. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa, có nóng tính không? Có ghen được không? Ảnh có nóng tính. Dạ, cũng có ghen. Nhưng mà mỗi lần nóng tính thì sao con? Khi mà nóng tính thì hai vợ chồng có lời qua tiếng lại, nhưng mà anh này lúc nào khi mà ảnh nói xong rồi ảnh im, ảnh sẽ đi ra chỗ khác, hoặc là ảnh đi ra đường gặp bạn bè chút xíu rồi ảnh về. Thì khi mà về rồi thì hai vợ chồng ấy, ảnh sẽ là nói chuyện trước với con, nói chuyện lại cái vấn đề đó thì giải quyết nó sẽ ấy hơn, chứ không có mà người này lớn là người kia lớn hơn. Tại vì người ta đàn ông mà người ta chững chạc. Đó cũng 29 rồi. Ghen là sao? Con 28 tuổi. 28. Ghen. Có ghen không? Thì ra chắc con cũng không biết nữa, thật ra con cũng không có làm gì cho anh ghen hết trơn. Đúng không? Dạ. Để cho hai đứa rồi, ghen cái gì nữa. Con không có ghen luôn á. Rồi bây giờ tới con. Sao? Giờ tới con đó. Con sao? Bây giờ vợ con sao? Vợ con có tật xấu gì nào? Vợ con thì có tật là cũng lười biếng nè. Lười biếng rồi hay khóc nữa. Lười biếng gì? Dạ, thì cứ lâu lâu nằm á, kêu làm gì đi, cái bắt đầu mà đang nằm đi mình kêu ra rửa chén đi. Nó rồi chờ chút đi, vợ ra là suốt con đi ra ngoài đường làm việc xong về luôn, còn cả một tiếng hai tiếng cũng nằm trong, nói đang làm gì mà chưa rửa chén nữa. Nãy giờ quên đó, nhắn tin cho khách nè, đó bận nè, phải nó nằm lướt Facebook nè, đó con nhào vô nữa luôn. rồi sao nào cuối cùng nữa. con xuống rửa, bắt đầu thấy con rửa bắt đầu mới chạy xuống rửa. Ủa anh rửa hả? Đó bắt đầu mới xuống rửa. Dạ. Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ còn hay khóc nữa. Rồi lâu lâu mình nói mình với con thì lâu lâu con cũng hơi lời con hơi nặng á. Mà ai nói gì cũng nhẹ, động nhẹ tí thôi là khóc, động nhẹ tí là khóc. Mau nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Không, mít ướt. Mà nước mắt không phải là tật xấu. Mít ướt mà tật xấu. Cái đó nó là do cái gọi là cái cơ chế thần kinh của cái người vợ á, của cái người đó chứ không phải là vợ con không. Của người đó họ bị yếu về cái gọi là cái tia, người ta gọi là cái tia lệ, cái tuyến lệ đó, nhưng mà cái đó là do cái cảm xúc của vợ con nhiều hơn người bình thường. Cái cảm xúc á nhiều hơn. Rồi sao, có càm ràm, có nói nhiều gì không? Có nói nhiều lắm, lâu lâu nói mà không kiểm soát được luôn. Lâu không nói kiểm... nói chuyện với mẹ con đi thì lâu lâu như con nói đừng có nói cái việc đó ra nha. Mà như dạng nói nhiều quá, nói liên thiên quá, họ quên luôn, nói luôn buộc miệng nói luôn đó. Rồi có hay bà tám đồ không, như vậy là ruột để ngoài da nè. Không có không con á. Dạ đúng rồi, ruột để ngoài da. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó nói tin người lắm, sao ai nói cũng tin. Tin người có bà tám không? Bà tám bà chín nhà hàng có xóm luôn. Dễ nói chuyện với người khác nữa. Ai nói cũng tin nên cũng trả lời, như nói chuyện như bạn bè lâu quen lâu năm rồi. Nó trả lời liên thiên vậy. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi gì? Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con mong muốn vợ con là nói thì con cho phép nói, tại vì con thích nghe vợ con nói lắm. Nhưng mà lâu lâu hạn chế lại, nhớ suy nghĩ kỹ rồi nói, mất công nói những việc đo mà không trước khi đúng rồi. Là người ta gọi ông bà mình nói ông bà nữa nha. Đó. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ. Đó. Bây giờ là 9 lần luôn á, trong 7 lần. Dạ. Tại có mạng xã hội nữa. Dạ. Rồi dạ. Cái mong muốn con là nói lựa lời nói đúng không? Đó, dạ. Nói đúng thời điểm. Vừa lòng nhau đó. Rồi còn gì nữa không? Dạ không, vợ con hoàn hảo rồi. Đó, còn hoàn hảo. Còn Kim Ngọc thì sao, con muốn chồng con thay đổi điều gì? Chồng con thì thay đổi là có cái là hiện tại giờ vẫn đi chơi đó, nhưng mà giới hạn về sớm một chút xíu nữa. Tại vì ở nhà con còn bà ngoại nữa. Nên nhiều khi đóng cửa hay mở cửa nó sẽ nghe tiếng với người già ngủ nó khó. Dạ dạ. Nên con muốn chồng con có đi chơi thì sẽ đi chơi sớm chút xíu. Với lại có những cái cuộc hẹn á, mình có thể, nếu mà nó không quan trọng quá, thì mình có thể ở nhà với vợ con thêm thời gian với gia đình hơn. Hợp lý. Dạ, đó thì con chỉ cần vậy thôi. Thực ra cô thấy vậy nè, hiện giờ vợ chồng tụi con đang có một cuộc sống nó tương đối là nó
nó gọi là theo đúng cái ý của mình đó. Dạ. Nó tương đối là như vậy. Dạ. Nhưng mà tụi con biết không, tụi con có một cái cả hai đứa đều có một cái gọi là thua thiệt thòi so với những các bạn đồng trang lứa, là tụi con không được trải nghiệm. Dạ đúng rồi. Chưa được trải nghiệm gì cả mà đã có gia đình. Tại vì khi có gia đình khác hẳn lúc yêu đương. Cũng là hai con người đó thôi. Nhưng mà lúc yêu đương mà chưa phải là vợ chồng á, thì đi chơi đi hưởng thụ rất, nghĩa là mọi thứ nó rất là thoải mái luôn. Nhưng mà khi cũng là hai con người này, nhưng mà khi trói buộc vào chuyện vợ chồng rồi á, thì tất cả cái sự hưởng thụ của tụi con á, là đều là gọi là trong cái vòng thắt lưng buộc bụng và phải suy tính. Nó không có thoải mái nữa, nó đều bị áp lực hết trơn. Nhất là đã vậy là hai đứa con. Thành ra cái việc mà tụi con, vợ của con á, là không có trói buộc con để cho con thoải mái á, đó là con may mắn đó. Còn vâng, có một người vợ mà sẽ trói buộc con, kiểm soát giờ giấc của con là rất mệt. Và thậm chí là có thể là tụi con rã bèn luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Thì cái điều đó là con làm là đúng. Đang trên vấn đề đúng nha. Nhưng còn về phía con ha, bởi vì sao? Nãy cô đừng nói hai đứa con đều giống nhau, đều không có cái thời gian để được enjoy. Thì thành ra con phải nhớ là đến một lúc nào đó vợ con sẽ có cái nhu cầu đó. Dạ vâng. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Thành ra lúc này có thể vợ con chấp nhận cái chuyện là con được quyền đi chơi, được ham vui, được thế này thế nọ ha. Vợ con chấp nhận hy sinh ở nhà để lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng đến một lúc nào đó con nó lớn rồi, tự dưng vợ con cảm thấy ủa sao cái thanh xuân của mình nó mất tiêu đâu vậy? Dạ đúng rồi. Đúng không? Cho nên ở đây cô đang ý nói như vậy nè. Tụi con vừa phải lo cho gia đình nhưng vừa phải enjoy mà ra hai vợ chồng, chứ không phải là một mình con. Con phải cho vợ con cũng phải thử hưởng thụ theo con. Đó, nha. Lâu lâu mà gửi được cha mẹ, ông bà đó, thì hai vợ chồng nên đi thú vui đi. Đó. Chứ đừng có để một mình vợ con nó ở nhà nghe không? Nghe. Rồi bây giờ ra là các con đã nói về cái mong muốn của các con về người bạn đời. Vậy thì bây giờ chú cũng có một cái mong muốn. Tức là hồi nãy chú hỏi cái cột mốc mà các con yêu nhau như thế nào, tụi con cũng không nhớ. Rồi ngay cả con cũng khẳng, con cũng nói với chú luôn là cái việc tỏ tình cũng không có luôn. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay đây, với một cái chương trình đặc biệt như thế này, người phụ nữ đã phải hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình đó, làm mẹ rất sớm và cho con có được hai đứa con rất là tuyệt vời. Vậy thì hôm nay chú rất là mong con có một cái lời gì đó với vợ con, như là một cái lời tỏ tình. Có chú được Bình, hay không? Chú Bình hay quá chú Bình ơi. Dạ được. Chú Bình quá chú... hay luôn. Ok. Có thể đứng đúng lên rồi. Tôi đứng lên, tôi không nhìn thấy gì chứ nghe. Nhìn chị đi, em nhìn chị đi, em hay quá. Thôi em nhìn quá, em nhìn nhiều lắm rồi. Nghe. Nào. Con đừng có quay lưng vậy. Rồi. Đó, này đó. Đó hay nghe. Suốt 8 năm qua chồng chưa làm được gì cho vợ hết. Cảm ơn vợ rất nhiều luôn, vì đã tin tưởng đi theo chồng đến tận bây giờ luôn. Sau này á, vợ có nguyện đi với chồng hết suốt cuộc đời nè, tin tưởng chồng, chồng sẽ mang hạnh phúc hoàn hảo nhất đến cho vợ luôn. Có. Chồng yêu vợ. Trời ơi, thiệt vời. Trời thiệt á, tôi thú tim luôn á, thật sự mà nói luôn á. Biết nó sẽ khóc, biết nó sẽ đó. Khóc, những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Trời ơi, hung qua cái máng luôn rồi. Ủa quên, hung qua cái tấm trắng luôn. Thật sự rất là tuyệt vời và đây là những hình ảnh nó rất là ý nghĩa. Ha, 10 năm sau, 20 năm sau các em sẽ thấy nó ý nghĩa vô cùng. Lúc nào mà chồng con quên á, mà ham vui quá quên á, con đừng thèm điện thoại anh ơi, về đi. Con cắt ngay cái chỗ này nè. Đó. Lên YouTube con cắt cái chỗ này á, cái TikTok á, con gửi cho chồng con. Chỉ cần nhiêu đó thôi, anh, con xem vô rồi. Nghe. Rồi xin cảm ơn hai con.